Hello mấy anh chị em và các bạn nha. Hôm nay á mình vẫn đi làm ha, mình vẫn đi làm bình thường. Bữa giờ thì chắc là trên mạng á mấy bạn cũng đã nhìn nghe hoặc là nghe nhiều người ở nhiều trên đó chia sẻ về cái dịch corona rồi, đúng không? Thì nếu như mà các bạn muốn biết về những cái chính sách như hỗ trợ 1.000 đồng cho mỗi gia đình hoặc là cao hơn, rồi cái tỷ lệ lây lan, rồi shutdown của mấy cái công ty doanh nghiệp ở Mỹ rồi đó, thì nhiều rất là nhiều video người ta đã share cái đó rồi. Mình không muốn mấy bạn bị bội thật về cái vấn đề đó nữa. Ok, mình chia sẻ riêng về cái vấn đề, cái trải nghiệm của mình, thì cụ thể hơn là ở cái mức độ làm mechanical engineer, ok, mà sâu hơn nữa là maintenance engineer, ok. Thì hôm nay các bạn thấy là mình vẫn đi làm bình thường. Bây giờ đang là 8 giờ sáng. Mỗi khi á, nó different là mỗi khi mình sẽ đi làm rất là sớm. Mình đi làm tầm 7 giờ là mình đi rồi. Tại vì mình muốn làm sớm và 7 giờ rưỡi mình đi làm và tới 5 giờ là mình bắt đầu mình về. Thì sometimes mình đi overtime nhưng mà mình không có care đó ha. Thì mình muốn làm tại vì công việc rất là nhiều. Thì that's why một những lý do mà mình ít ra clip là như vậy, tại vì mình cảm thấy là mình không có đủ thời gian để cover hết, cho nên cái phần đó thì mấy bạn thông cảm. Thì hôm nay mình đi làm trễ, cái lý do là nhờ coronavirus ha. Tại vì mọi người cũng không có đi làm nhiều, chỉ có những cái người trong cái công ty của mình thì không phải ai cũng đi làm, chỉ có những cái nó sẽ phân loại là non-essential employee với lại essential employee. Những cái người không cần thiết, giả sử như HR, rồi những cái người mà làm bên R&D, nghĩa là phát triển á, research and develop á, nó gọi là R&D. HR nghĩa là human resource, là những cái phần đó là nó liệt là không cần thiết, non-essential. That's why á, mấy cái người đó, những cái người mà tiếp xúc với người á, thì nó sẽ liệt là có thể làm việc ở nhà, work from home. Còn mình á là maintenance engineer, cho nên á mình đa phần là mình deal với lại cái engine là equipment á, cho nên á mình sẽ thuộc loại là cần thiết, tại vì không có những người maintenance operator rồi đó là cái công trình, cái project nó không có work được. That's why là mình vẫn phải đi làm. Hiện tại thì mình không phải everybody là 24 hour là mình ở plant. Mình có thể work from home, nhưng mà khi mà có công việc, có cái ở plan, nó có cái gì á, thì nó gọi cho mình thì mình phải show up. Ok, thì sẵn tiện đây á, mình sẽ nói và giải thích. Thì đó là cái tình hình, thì mình vẫn đi làm bình thường. Thì hôm nay mình có cái job ở trên đó, mình lên mình phải lắp cái piece equipment hơn là mình test cái new material của cái machine ở trên đó, để mình coi nó có compatible hay không, để mình chuyển nó qua một cái new material. Cái project đó là tương tự là hồi xưa á, là ổng dùng một cái nó gọi là Al-2O3, tức là cái aluminum oxide á, là nó dùng cái đó là 99.5% và nó bỏ trong cái reactor và nó vẫn bị là corroded. Thì mình chuyển qua một cái loại mới, nó cao hơn, cái nồng độ aluminum oxide nó cao hơn là tới 99.7%. Thì mình muốn check thử coi cái này nó có bị như vậy hay không, cho nên nó phụ thuộc vô cái material ở trong cái reactor ha. Thì mình sẽ làm cái đó, mình sẽ thấy cái mẫu đó vô trong cái equipment and see. Ok, đó là cái job. Ok, nói vòng vo về cái lý do mình vẫn đi làm bình thường, thì các bạn sẽ thấy là có cái nhìn bao quát hơn về những cái hoạt động của Mỹ, không phải là everybody at home ha. Cái đó là đúng, nó đúng chứ không, nhưng mà không đủ. Đó là cái ý mình muốn nói ở đây. Bằng chứng là mình, bản thân mình vẫn đi làm bình thường ha. Mình có computer này nọ nhưng mà mình vẫn phải show up, nhưng mà mình được work from home chưa. Ok rồi, thì đây mình sẽ phân biệt hai cái. Nhiều người sẽ hỏi là maintenance engineer là cái gì? Có phải là mình đi sửa đồ máy móc hư này nọ thì mình đi sửa hay không? Thì mình trả lời luôn. Nhiều người sẽ bị là confused. Mình biết cái điều đó, tại vì
không phải là người Việt Nam không mà everybody luôn. Khi mà nghe về mechanical engineer hay maintenance engineer thì những cái đồ mà họ hay hư á, họ hay hỏi là mày biết sửa hay không, mình trả lời yes, mình biết sửa. Maintenance engineer là như thế nào? Cơ bản á là nó rất là nó cao hơn là mechanic. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái equipment đó nếu mà nó hư thì mechanic tới sửa cũng được và maintenance engineer ra sửa cũng được, cả hai cùng sửa được. Nhưng thằng mechanic mechanic tức là thợ cơ khí, chắc là thợ cơ khí và mechanic, khi mà nó thấy equipment hư nó tới nó sửa, that's it, nó đi kiếm cái port và nó replace. Ok, đó là mechanic. Còn ở maintenance engineer là mình sẽ thấy kêu khí mình nó hư, mình cũng tới, thì tất nhiên nó hư là mình phải sửa rồi. Mình sẽ tới mình kêu là ok, mình cần phải sửa cái khí mình này. Và mình sẽ go back to history. History nghĩa là cái lịch sử của cái khí mình đó. Giả sử như mình thấy giả sử mình nói về cái pump này ha. Cái pump thì các bạn có biết là nó có rotor, starter là motor. Ngoài cái motor ra thì trong cái motor nó có những cái phần mềm và nó có bearing. Bearing nghĩa là cái bạc đạn, mình gọi là cái bạc đạn nó bearing, mechanical seal, rồi cái impeller, casing, housing, a lot of things ha. Thì mình sẽ nhìn vô cái equipment đó again in the history và mình thấy là cái pump này giả sử như một năm nó hư có một lần à. Thì mình chỉ nhìn ra một năm nó hư một lần, mình sẽ nhìn vô coi mỗi một năm đó nó hư là nó hư cái gì. Nếu mà năm nay nó hư bạc đạn, năm sau nó hư mechanical seal, năm nữa nó hư cái impeller, thì tất là nó là random, mình không có care nhiều. Thì mình sẽ improve nó là bằng cách là ok, cái pump này vẫn là good, tại mỗi năm nó hư có một lần. Thì mình sẽ coi vô cái giá trị của cái pump. Giả sử cái pump nó có cost, nó cost khoảng 1.000 đồng thôi, thì mỗi một năm mà nó mình repair cái một cái port trong nó có vài trăm đồng thì mình sẽ liệt nó là ok, nó không có cần thiết, là nó là critical, ok, nó not a critical equipment. Thì sẽ ok, nó hư thì sửa. Nhưng tới những cái thiết bị còn lại, giả sử một cái pump khác mắc tiền, ok, nó là multiple stage chẳng hạn, nó mắc tiền và nó cứ mỗi một tháng, ví dụ thôi, nó mỗi một tháng nó cứ hư cái bạc đạn và nó hư chỗ nó gọi là thrust, tại vì cái pump ha, water nó act vô trong chỗ này thì nó sẽ tạo một cái lực lên cái bearing. Và nếu mà cái thrust bearing, nó nghĩa là cái bearing nó ngồi ra nó cho quay mà nó còn chống trượt nữa, thì mình lấy ví dụ là cái bearing nó cứ bị hư ngoài hồi, thì mình sẽ confirm cho nó mỗi một tháng nó bị hư cái bearing, thì mình sẽ go mình check tại sao cái bearing nó hư. Check là imbalance, mình check là nó gọi là shaft, bend shaft hay là cái xém nó bị hư như thế nào đó, whatever. Thì mình sẽ go all components trong cái pump đó. Sorry, mình nói nhiều từ technical thôi, tại vì những cái đó mình không có biết. Mình nói tiếng Anh nó sẽ nhanh hơn là mình nói tiếng Việt. Ok, thì mình sẽ go những cái phần đó, những cái failure mà nó thường có. Thì nếu mà mình find out ra là ok, cái installation nó không có good, ok, cái installation của nó bị error, thì mình sẽ recommend là mình sẽ remove cái pump đó ra và mình lắp đặt lại, hoặc là misalignment chẳng hạn, đấy là nó, cái base của nó không có đúng, cái pump, cái motor nó không có miss, nó không có alignment well, nó gây ra cái bearing bị problem. Ok, thì mình sẽ đề xuất là ok, mày không có được lắp như vậy nữa, mày phải cần tháo cái pump ra, mày tháo cái motor và mày balance nó, everything fine. Thì cái đó là maintenance engineer. Các bạn hiểu không? Mình lấy ví dụ, một cái ví dụ đơn giản cho các bạn xem là như vậy. Thì đó là maintenance. Thằng mechanic nó không có biết những cái phần đó. Nó chỉ biết là ok, cái bơm hư, cái bearing hư, tao tới tao sửa cái bearing. Và tháng sau cái bearing hư nó bạn tới mình nó sửa cái bearing và nó nhìn vô rồi nó nói maybe cái common sense nó sẽ hiểu là có thể cái pump nó bị sao đó mà cái bearing nó hư. Thì nó sẽ là người nó nói với mình. Nó nói với mình là ok, tao thấy cái bearing tự nhiên nó cứ hư often như vậy đó, thì mày sẽ check. Ok, thì đó là cái job của mình. Thì ngồi là mình ngồi ra mình sửa cái được cái đó, thì mình sẽ go tới cái history, mình gọi là nói về cái gọi là chảnh một chiếu á, thì mình là mình chữa bệnh, mình khám bệnh và mình chữa bệnh cho equipment, và mình sẽ làm cho nó đừng có happen nữa.
Ok, thì đó là maintenance engineer. Trong cái công ty của mình nó có những cái tool rất là hay, nó gọi là vibration tool, nó giống như là cái bác sĩ thì nó có đồ đeo tai thôi, còn mình có cái equipment mình gọi instrument đó. Mình put cái sensor on cái pump gần cái bearing đó và nó sẽ đọc cái vũ cái và nó sẽ hiện lên là ok. Mình gọi là cái peak ha. Cái peak nghĩa là những cái đồ thị của nó lên nó chạy vậy lên nó chạy cao gì nè. Thì ngay cái peak đó nó sẽ tương ứng với là cái tần số của cái pump và mỗi cái tần số nó sẽ nói cho mình là ok, nó bị bệnh chỗ này, nó bị hư chỗ này, nó không gứt cái chỗ này. Ok, rồi chào tạm biệt. Like and subscribe kênh của mình ha. Mình không biết để làm cái gì nhưng mà kiểu như là cái trào lưu, ok, như Facebook này nọ rồi này thì mình vẫn muốn là như vậy, ok. Không, cái kênh của mình chắc chắn là sẽ không có quảng cáo bởi vì mình làm cái này là for fun, ok. Ok, bye bye mọi người.